Đây, đây là tiếp treo ly đây, được không? Sản phẩm mà có rất là nhiều công dụng, và hôm nay thì Ngọc sẽ dùng cái này để dưỡng cho tóc và tạo nếp tóc luôn. Đây, hàng còn nguyên tem nha, để chơi luôn. Để bôi nó lên, nó hiệu quả ha. Ta sẽ dùng cái này để làm cho nó dưỡng tóc rất là tốt, và với tinh chất này thì tóc nó sẽ nhiều hơn, nó mọc lên và nó dưỡng ra tốt hơn ha. Bên cạnh đó thì nó cũng giữ nếp, chúng ta không cần phải dùng keo mà có những cái cồn nó sẽ làm hại tóc và da đầu, cho nên cái tiết treo ly có rất nhiều công dụng. Nhưng ngày hôm nay thì sử dụng cho cái việc mà tạo ra bút tóc nha. Chúng ta chỉ dùng một lượng ít thôi, sau đó chúng ta bôi lên ha, từ ngược trái sống, kết quả cuối cùng như thế nào ha? Chà, ngon lành ha, đẹp không? Giữ nếp đàng hoàng, ngon lành. Vâng, xin chào mọi người nha.